Căn cứ Tỳ Ni Tạng, giới luật Đức Phật chế định, vào sáng nay ngày 15 tháng 8, tức ngày 29 tháng 6 năm Quý Mão, Chư Tôn Đức Hội đồng Điều hành, Quý Thầy Cô Văn Phòng và trên 500 hành giả an cư của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ Bồ Tát, tụng giới Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni theo thông lệ. Đây là kỳ Bồ Tát thứ 5 trong mùa an cư năm nay của trường hạ Sóc Thiên Vương. Hòa Thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, đường chủ hạ trường Chùa Sóc Thiên Vương cùng toàn thể Tăng Ni Học viện tham dự đông đủ. Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp, trang nghiêm tự lập tại Thiên Đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam Bảo và phát lổ sám hối. Tăng sinh Thích Nhuận Phúc, Thích Giác Ngôn được Đại Tăng sai cử túc giới. Ngoài ra, chúng Sa Di và Hình Đồng sau khi nghe giáo giới được Chư Tăng hướng dẫn tụng 24 chương uy nghi dành cho người xuất gia. Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được Đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm tăng đoàn. Lễ Bồ Tát thuyết giới là một trong những sinh hoạt đặc thù của tăng đoàn nói chung, học viện nói riêng, giúp cho mỗi người tăng trưởng giới đức, tăng già đoàn kết, hòa hợp, thành tịnh, góp phần vào thành quả tu học của mỗi tăng ni sinh trong thời gian theo học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.